lời khai của nghi can sát hại người phụ nữ ở chợ đầu mối Thủ Đức. Vụ bé gái bị bảo mẫu bắt cóc sát hại, điều tra dấu hiệu đồng phạm. Đình chỉ 15 ngày cô giáo phạt học sinh lớp 4 bằng đòn roi vì không làm bài tập. Người đấu giá trúng biển số 51K88888 vẫn chưa nộp tiền. Bão Coi-nu mạnh lên ảnh hưởng đến thời tiết nước ta như thế nào? Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Lao Động. Vừa rồi là những thông tin chính có trong chương trình, sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ngày 2 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức đang củng cố hồ sơ để bàn giao nghi can Nguyễn Thị Ngọc Dung, 39 tuổi, ngụ tại quận 12, tạm trú thành phố Thủ Đức, cùng tang vật cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra xử lý về hành vi giết người và cướp tài sản. Bước đầu, bà Dung thừa nhận đã ra tay sát hại dã man chị HTTT, 26 tuổi, quê Long An, tạm trú thành phố Thủ Đức tại bãi xe ở chợ đầu mối Thủ Đức vào trưa 30 tháng 9 vì mâu thuẫn tiền bạc. Được biết, nạn nhân T là chủ vựa tại chợ đầu mối, còn nghi can Dung cùng chồng là người bán rau dạo bằng xe ba gác. Theo thông tin điều tra, hai bên mâu thuẫn tiền bạc từ lâu nhưng chưa giải quyết được. Trưa 30 tháng 9, cả hai hẹn nhau ra bãi xe ở khu vực chợ đầu mối Thủ Đức để giải quyết. Khi nói chuyện, cả hai người đã xảy ra cự cãi lớn tiếng. Bà Dung đã ôm vật chị T xuống nền đất rồi trút mưa dao lên chị T. Đáng nói, toàn bộ diễn biến vụ giết người này được camera an ninh ở chợ ghi nhận chi tiết. Lúc này có người đàn ông chứng kiến nhưng không hề có động thái can thiệp. Sau khi gây án, bà Dung đã lấy một số tài sản mà nạn nhân T mang theo, gồm điện thoại, một đôi bông tai vàng, một dây chuyền vàng, một bộ lắc vàng và số tiền 15 triệu đồng. Sau đó, nghi can Dung về nhà trọ tại phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Tại đây, Dung đã tắm rửa, lau sạch dấu vết máu trên người. Đáng nói, nghi can có nói sự việc gây án cho chồng nghe. Người chồng đã mang quần áo dính máu của bà Dung ra cạnh nhà tẩm xăng và đốt. Do bất cẩn nên ông này bị bỏng ở chân. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra. Công an đưa nạn nhân T đi cấp cứu nhưng chị này đã tử vong. Trong chiều 30 tháng 9, nghi can Dung đã bị bắt giữ tại phòng trọ. Bà Dung đã thừa nhận toàn bộ hành vi, nói là không nhớ đã tấn công nạn nhân T bao nhiêu nhát và việc lấy tài sản của nạn nhân là để cấn trừ nợ. Công an cũng tạm giữ chồng của nghi can Dung để điều tra. Những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật và gửi đến quý vị trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc bảo mẫu bắt cóc, sát hại bé gái rúng động thời gian qua, mới đây nhất Công an thành phố Hà Nội đã tiếp tục mở rộng xem có dấu hiệu của đồng phạm trong vụ bắt cóc hay không. Nếu không có dấu hiệu của đồng phạm, theo quy định của pháp luật, cơ quan điều tra sẽ đình chỉ vụ án. Chiều 2 tháng 10 tại họp báo, thông báo tình hình kết quả công tác công an quý 3 năm 2023, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về vụ bắt cóc, sát hại bé gái ở huyện Gia Lâm. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp để truy bắt, làm sao giải cứu cháu bé thành công nhất. Khi xác định có một vụ án hình sự xảy ra, Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời khởi tố vụ án. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội thông tin, sau khi xác định đối tượng quyên sinh, chúng tôi đã cho giám định ADN, nhận dạng từ gia đình, xác định đúng đối tượng gây ra vụ bắt cóc này. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm, Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng xem có dấu hiệu của đồng phạm trong vụ bắt cóc hay không. Nếu không có dấu hiệu của đồng phạm, theo quy định của pháp luật, cơ quan điều tra sẽ đình chỉ vụ án vì bị can đã chết. Mới đây, mạng xã hội xôn xao vụ việc cô giáo phạt một học sinh lớp 4 bằng đòn roi chỉ vì học sinh này không làm bài tập. Liên quan đến vụ việc, nhà trường đã quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với cô giáo này. Ngày 2 tháng 10, ông Mai Sĩ Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến vụ việc một cô giáo dạy dỗ học sinh bằng đòn roi, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo làm rõ và sẽ yêu cầu kiểm điểm xử lý nghiêm theo quy định. Trước mắt, trường tiểu học Hài Hòa, thị xã Nghi Sơn đã có quyết định tạm đình chỉ công việc giảng dạy và chủ nhiệm lớp 4B đối với bà LTH 15 ngày, thời gian bắt đầu từ ngày 2 tháng 10. Trước đó, Ủy ban Nhân dân phường Hài Hòa nhận được báo cáo của nhà trường về việc bà Nguyễn Thị Thảo là bà nội và là người trực tiếp nuôi dưỡng MPDQ. Đến trường phản ánh cháu Quy bị cô giáo LTH đánh khi không làm bài tập vào sáng ngày 30 tháng 9. Làm việc với nhà trường, cô Hát thừa nhận trong buổi học sáng 30 tháng 9 đã có hành động thô bạo với một học sinh nam của lớp 4B. Về nguyên nhân, cô giáo cho biết do học sinh này không chịu làm bài tập cô giao. Dù cô đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng khi đến lớp, học sinh này vẫn không chịu tập trung học bài. Đại diện trường tiểu học Hải Hòa thông tin, sau khi xảy ra sự việc, phía nhà trường cùng cô giáo đã đến nhà xin lỗi phụ huynh và học sinh. Được biết, cô giáo Hát đã nghỉ hưu trước tuổi 2 năm nay, do trường thiếu giáo viên nên hợp đồng lại với cô Hát để giảng dạy.
Liên quan đến vụ tai nạn xe khách ở Đồng Nai khiến 5 người tử vong, ngày 2 tháng 10, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cấp cứu và điều trị các nạn nhân. Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, vào khoảng 2 giờ 25 phút ngày 30 tháng 9, tại km 84 quốc lộ 20, đoạn qua xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm thành bưởi và xe khách 16 chỗ. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 3 người khác bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Chợ Rẫy. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai và Bệnh viện Chợ Rẫy tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc, trang thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, thiệt hại do vụ tai nạn gây ra. Khẩn trương cứu chữa, điều trị người bị nạn và đề xuất ý kiến, kiến nghị với Bộ Y tế nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác cấp cứu tai nạn giao thông, cũng như phối hợp chuyên môn với cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến trên hoặc chuyển tuyến kịp thời. Liên quan đến vụ tai nạn, hiện Công an huyện Định Quán đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với tài xế để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do tài xế Hoàng Văn Tính, lái xe khách giường nằm, mang biển số 50F00483, thuộc nhà xe Thành Bưởi vượt ẩu. Trong quá trình điều tra, tài xế khai nhận đã bị tước bằng lái xe cách đây 3 tháng. Thời gian vừa qua, các phiên đấu giá biển số xe đẹp luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý của người dân. Mới đây, lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho hay, 76 khách hàng trúng đấu giá biển số đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, song người trúng biển số 51K88888 chưa nộp tiền. Chiều 2 tháng 10, Bộ Công an tổ chức họp báo kết quả công tác quý 3 năm 2023, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý 4 năm 2023. Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin, từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 9, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam tổ chức đấu giá với 493 biển số trúng đấu giá. Số tiền trúng đấu giá dự thu là hơn 214 tỷ đồng. Theo Thiếu tướng Lê Xuân Đức, đến nay có 76 người hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nộp 16,8 tỷ đồng, trong đó đã có 3 người lắp biển số trúng đấu giá. Phiên đấu giá đầu tiên diễn ra rất sôi động, nhiều thành phần tham gia. Trong số 11 người trúng đấu giá và đã ký xác nhận, đến nay có 5 người hoàn thành thủ tục về tài chính, còn lại 6 người đều liên hệ với Cục Cảnh sát Giao thông làm các thủ tục tiếp theo. Trong số này, người trúng đấu giá biển số 51K88888 và 30K56789 đã liên hệ với Cục Cảnh sát Giao thông. Tuy nhiên, với người trúng hai biển số siêu đẹp này, hiện Cục Cảnh sát Giao thông chưa ghi nhận việc nộp tiền. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá từ tổ chức đấu giá tài sản, Bộ Công an ban hành văn bản phê duyệt kết quả đấu giá. Bộ Công an gửi thông báo kết quả trúng đấu giá biển số ô tô và hòm thư điện tử và gửi tin nhắn thông báo từ số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an. Ngay sau khi nhận đủ số tiền trúng đấu giá, Bộ Công an cấp hóa đơn điện tử bán tài sản công và văn bản điện tử xác nhận biển số ô tô trúng đấu giá, gửi vào hòm thư điện tử cho người trúng đấu giá để làm thủ tục đăng ký xe. Với những trường hợp bỏ cọc, theo quy định Bộ Luật Dân sự, biển số sẽ được đưa ra đấu giá lại và cá nhân mất tiền đặt cọc 40 triệu đồng. Liên quan đến việc mặt hồ Linh Đàm nổi nhiều váng dầu thải đen, bốc mùi, công nhân công ty thoát nước Hà Nội đã xử lý váng dầu nhưng vẫn chưa hết. Liên quan đến vụ việc mặt hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, nhiều ngày nay tràn ngập lượng dầu thải lớn, chưa xác định rõ nguồn thải, gây ô nhiễm nước hồ. Theo các hộ dân tại đây, hiện tượng này mới chỉ xuất hiện lần đầu tiên. Và dù xí nghiệp quản lý duy trì hồ cùng các cơ quan chức năng đã nhanh chóng thu gom, nhưng một lượng lớn dầu thải vẫn tiếp tục nổi lên, tạo thành váng đen kéo dài hàng chục mét dọc kè hồ. Nhất là từ hôm qua, ôi dồi ôi, nó coi như là nó mặt là váng, coi như là nó đầy lên mặt hồ này này. Váng đen đầy mặt hồ, phải đi đây là mùi rất là ghê, đêm hôm nay vẫn còn mùi thế này. Cứ cho xe họ chở đi mỗi người cứ chục 5-6 can 20 lít một, mà chở thì nó mới phải đến chắc 1.000 lít. Ở đây 6-75 thì lần này không thấy. Thông tin về vấn đề này, đại diện Ủy ban dân phường Hoàng Liệt cho biết, đơn vị đã có báo cáo lên lãnh đạo quận Hoàng Mai và đến nay, Công an môi trường đã tiếp nhận thông tin, tìm thủ phạm xả dầu thải ra môi trường. Phần cuối bản tin như thường lệ sẽ là thông tin về thời tiết. Cơn bão Koinu ở Philippines gọi là bão Jenny đang tiếp tục mạnh lên, được dự báo sẽ đi vào Biển Đông, có thể gây ảnh hưởng đến thời tiết nước ta ngay trong vài ngày tới.
Theo đài quan sát Hồng Kông Trung Quốc, bão Coi-nu sẽ tiến về phía Hồng Kông trong tuần sau. Cụ thể là nó sẽ tăng cường độ lên thành bão cực mạnh vào ngày thứ Năm, mùng 5 tháng 10, và khi đó sẽ cách Hồng Kông khoảng 800 km. Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu được coi là nguồn tin dự báo thời tiết tốt nhất và đáng tin cậy nhất thế giới ở hiện tại, thì cho rằng bão Coi-nu sẽ đi vào Biển Đông sau khi lướt ngang qua phía nam Đài Loan Trung Quốc vào thứ Năm, rồi sẽ đổ bộ đảo Hải Nam Trung Quốc vào Chủ nhật mùng 8 tháng 10. Nhưng bây giờ, tức là vài ngày trước khi bão Coi-nu vào Biển Đông như dự báo, thì hiện tượng xoáy nghịch cũng có trang tin viết là vùng áp cao, khiến các tỉnh thành phía đông bắc nước ta có thời tiết nóng, thậm chí là có thể rất nóng vào trưa và chiều. Trời trong, đôi khi có mưa rào do nhiệt độ cao. Còn đến nửa cuối tuần sau, khi bão Coi-nu được dự báo đi vào Biển Đông, một số tỉnh thành ở miền bắc nước ta có thể có mưa do ảnh hưởng của bão. Tuy nhiên, những dự báo này hiện tại là chưa chắc chắn, vì một cơn bão chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố, rất khó dự báo trước nhiều ngày. Hiện tại, theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp của Mỹ, bão Coi-nu sẽ có sức gió cực đại lên tới 205 km/h sau khoảng 5 ngày. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Để xây dựng và phát triển kênh, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Để cập nhật tin tức an ninh trật tự nóng nhất, quý vị và các bạn hãy like, subscribe, bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của kênh YouTube Báo Lao Động. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!